Sau khi đánh bại Chelsea ở trận chung kết FA Cup mới đây, các cầu thủ Leicester đã nhận được khoản tiền thưởng 40.000 bảng Anh trên người, khoảng 1,3 tỷ VND. Trước cuộc đụng độ quan trọng bậc nhất mùa giải trước Chelsea, ông chủ Thái Lan của Leicester đã tung ra một cú doping tiền thưởng nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Nguồn tin từ Daily Mail cho hay, dù không tiết lộ con số cụ thể, số tiền thưởng mà các cầu thủ Leicester nhận được nếu thắng Chelsea ở trận đấu đêm nay sẽ rất màu mỡ, hơn tương đối nhiều, với khoảng 40.000 bảng kể trên. Bên cạnh đó, các cầu thủ Leicester đều có điều khoản thưởng Champions League trong hợp đồng cá nhân với đội bóng, và cũng sẽ nhận được thêm khoản này nếu có suất dự Champions League. Nên biết, một chiến thắng trước Chelsea sẽ giúp Leicester chắc chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và sẽ có một suất dự Champions League mùa sau, khi họ đang hơn đối thủ này 2 điểm. Theo Daily Mail, các ông chủ Thái Lan của Leicester được biết đến là những người hào phóng bậc nhất tại ngoại hạng Anh trong việc tưởng thưởng các cầu thủ. Sau chức vô địch Anh thần thánh vào năm 2016, tất cả các cầu thủ Leicester đều được giới chủ tặng mẫu xế hộp BMW mới nhất, cùng với đó là những khoản thưởng nặng đô về cá nhân lẫn tập thể. Bắn cá, casino, thể thao. Dễ chơi, dễ trúng. Rút tiền trong tích tắc. Trải nghiệm đỉnh cao cùng Win365.